Xây dựng thương hiệu hiện nay không còn là một khái niệm mới đối với nhiều doanh nghiệp. Ngay cả những doanh nghiệp mới thành lập hay những doanh nghiệp lâu năm có bề dày kinh nghiệm, các doanh nghiệp cũng luôn muốn xây dựng cho mình một nhãn hiệu khác biệt, tạo điểm nhấn riêng. Thực tế khẳng định trong những năm qua, nhiều doanh nghiệp của tỉnh Lâm Đồng đã chú trọng hơn đến việc xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng của sản phẩm để gia tăng sức cạnh tranh của mình trên thương trường. Cái thương hiệu của một sản phẩm nào đó mà được đưa ra thị trường thì nó phải ưu tiên hàng đầu. Thì trước khi người ta mà dùng thử cái sản phẩm, người ta phải nhìn thấy nó đẹp, người ta phải biết nó làm ra ở đâu, như thế nào. Thì vì vậy là xây dựng cái thương hiệu cũng như là quảng cáo thương hiệu cho tới người tiêu dùng thì phải được ưu tiên hàng đầu. Nó còn quan trọng hơn cả việc là mình ra sản xuất ra sản phẩm như thế nào nữa. Đó, nó là nền tảng đầu tiên để chúng ta mà đưa được sản phẩm ra thị trường cũng như là duy trì được cái lòng tin của người tiêu dùng. Để một cái thương hiệu mà được khẳng định trong cái lòng tin của người tiêu dùng thì cái điều đầu tiên mà Sinfood chúng tôi đang làm đó là xây dựng một cái quy trình chuỗi giá trị gọi là khép kín. Thứ nhất là đối với sản phẩm thì chúng tôi phải là được trồng và được có tem truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Cái thứ hai nữa là đối với những đối tác liên kết bao tiêu đầu ra thì chúng tôi phải có một cái đội xe vận chuyển hàng hóa. Và vấn đề thứ ba là tất cả những điểm bán của Sinfood đều, sản phẩm của Sinfood đều có cái tem truy xuất nguồn gốc rất là cụ thể, đặc biệt là liên kết hợp giữa Sinfood và cái nhãn hiệu Đà Lạt Kết Tinh Kỳ Diệu từ Đắk Lắk. Thống kê toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có trên 11.400 doanh nghiệp đang hoạt động tập trung chủ yếu trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và chế biến các sản phẩm từ nông nghiệp. Theo ước tính mỗi năm, địa phương có trên 1.100 doanh nghiệp đăng ký mới. Cùng với sự phát triển đa dạng của các loại hình doanh nghiệp, sự phong phú đa dạng về chủng loại, mẫu mã cũng như tính cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường hiện nay, thì thương hiệu chính là yếu tố quan trọng giúp người tiêu dùng nhận diện sản phẩm của doanh nghiệp, từ đó tạo thói quen cho người tiêu dùng sử dụng. Đến nay, tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng được gần 30 thương hiệu được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp giấy chứng nhận độc quyền. Ngoài ra là các nhãn hiệu, chứng nhận khác liên quan đến các sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề tiêu biểu, đặc trưng. Các doanh nghiệp hiện nay, doanh nghiệp của tỉnh Lâm Đồng cũng đang đẩy mạnh các cái hoạt động xây dựng và quảng bá thương hiệu nhằm hướng tới cái việc xây dựng và đạt được các cái tiêu chí của thương hiệu quốc gia. Sở Công Thương luôn đồng hành, phối hợp với các cơ quan của tỉnh cũng như là các cái đơn vị xúc tiến thương mại cũng như là các cơ quan quản lý, đặc biệt là Bộ Công Thương sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp của tỉnh đăng ký tham gia và đạt được các cái tiêu chí của cái chương trình thương hiệu quốc gia để làm sao các doanh nghiệp của tỉnh ngày càng nâng cao chất lượng sản phẩm, đổi mới cái năng lực sáng tạo, công nghệ, khoa học công nghệ để cái chất lượng hàng hóa của sản phẩm ngày càng tốt hơn. Trước những ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch COVID-19 trong hơn 2 năm qua, thì việc xây dựng thương hiệu thành công không chỉ giúp người tiêu dùng biết đến, lựa chọn, sử dụng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp, mà còn là đòn bẩy, tạo động lực giúp các doanh nghiệp từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo uy tín, lợi thế cạnh tranh trên thị trường trong xu thế hội nhập như hiện nay.